Dạ, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Hải lên thăm hoàn cảnh của hai em Huy và Lâm. Ở đây có bé Nga. Ủa, bé Nga đi học ra đây hả? Ơ, con gửi khẩu trang ra chút đi con. Hôm qua thì có gặp nhưng mà trời nó tối quá quý vị ơi, không có chia sẻ được. Con mới đi học ra luôn đó hả? Dạ, con đang trực lớp mà thấy chú không ra. Ủa đâu? Là trực lớp hay là sao? Trực lớp. Cũng nhiều cô chú anh chị hỏi thăm bé Nga dạ. Gần đây là học hành ra sao quý vị? Thì sau học hành của con sao, con có thể chia sẻ với cô chú anh chị được không? Dạ, thưa chú là con học thì cũng bình thường thôi. Ừ. Nhưng mà học mắt tập trung đó. Sao mắt tập trung có vấn đề? Lớp 12. Con lên 12 kiểu nói thiệt là kiểu là mắt tập trung thiệt. Ừ. Kiểu không vẽ bài á, con học. Ừ. Mà con sẽ cố gắng. Cố gắng à? Trong kỳ thi nè, con sẽ cố gắng. Vừa rồi con sao? Lâm lại đây Lâm. Hãy đứng nói chuyện với chú một chút con. Dạ, học kỳ lớp 11 hả chú? À, lớp 12 đấy chứ. 12 đây hả? Mới dạ. Thi xong đây đúng không? Dạ, đang thi chưa xong mà. À, đây cuối kỳ 1. Đây cô bé Huy đây. Mấy chị em lại đây đứng nói chuyện cùng cảnh hoàn cảnh này cả nhà ơi. Hay là vô trong này đứng đi. Đứng chút đi, bởi vì ở đây cả nhà ở ngoài đường này xe cộ học sinh giờ đi qua đi lại hơi đông á. Ủa nhà mượn nhà của cô xin trời. Đây cũng trước trường của mấy cháu cả nhà Hải cũng lên đây nhưng mà đây trường trung học phổ thông Tây Trà cả nhà ơi. Dạ. Mượn cái chỗ này quay chút để cho nó đỡ ồn ở ngoài đường ngoài xe nó chạy qua nó ồn quá. Ủa nghe nói đây bé Huy mới mua đất ở đây làm nhà bé Huy à? Hả? Có không? Chú mua sao được con ở? Chú mua sao được? Đây Lâm, Lâm cũng mới đi học về đây. Đây cả nhà ơi, đây Lâm đẹp trai đây cả nhà. Mới hợp tác. Hả? Mới hợp tác. Mới hợp tác sao hả? Lâm khỏe luôn ấy con ha. Dạ. Đây còn mèo bé Nga. Ba cho con đứng chỗ này chút ba ơi. Cho con đứng ở chỗ này chút ha. Đúng rồi. Dạ. À đúng rồi, tặng cho bà chai dầu. Tặng cho bà chai dầu luôn. Còn An của con sao nghỉ học rồi con hả? Dạ, con có động viên đi học nhưng mà không có đi học. Nó đi làm rồi. Cũng mới về nhưng mà nó đi lại rồi. Đi hôm qua. Phải cũng động viên rồi, có cô Mai rồi Linh cũng động viên nhiều. Đi lại đây lắm. Đây Lâm quý vị, hoàn cảnh của bé Nga với lại An thì cũng giống như Huy với Lâm đó quý vị ơi. Nhưng mà An thì sau ở xóm của bé Nga, sau nhiều người họ cứ bỏ học hết trơn. Rồi có gia đình này kia, rồi uống rượu uống bia này kia, cũng còn mấy bé này cứ ảnh hưởng. Hải thì ở xa quá không lên đây động viên thường xuyên được. Cũng hết sức, hết tâm, hết lòng. Cũng nhờ có cô Mai rồi đó nhưng mà cũng không đi học con hả? Giờ chú cũng hết cách rồi. Nói chung cũng có mấy cô chú đồng hành cùng với chú đó. Chú dạ. Cũng chia sẻ đó, nói Nga nó An nó nghỉ rồi á. Thì cô chú anh chị cũng buồn lắm. Bởi vì đồng hành cũng mấy năm trời rồi đó con. Con năm nay học lớp 12 rồi, cố gắng học cho xong chứ sau vừa rồi cũng nghe nói là cũng nghỉ học rồi. Dạ. Nhưng bây giờ con sẽ cố gắng không làm phụ lòng các cô chú với lại chú nữa. Dạ. Cố gắng thấy chị Huy, em Huy đây học cũng ráng học chứ nè. Cũng một côi đó con. Có cô chú anh chị dạ. Giúp đỡ cho mình về vật chất, tinh thần. Còn con chỉ có việc cố gắng học cho tốt thôi. Dạ. Phải cố gắng nghe. Chú lên đây thăm nhưng mà định ghé qua nhà con. Nhưng mà biết con là con đang học ở trường. Bữa nay cũng trung tuần đó cả nhà. Nên Hải cũng đi tới trường của bé luôn thăm bé, gửi cho tiền. Sau vừa rồi chú mới gửi cho con 2 triệu nữa giờ con không? Dạ con, hình như 500-600 con để chị kia giữ cho con. Để sợ con mất á. Giờ thật sự Hải gửi cho bé, Hải cũng không giống gửi nhiều quý vị ơi. Con còn để người ta giữ không à? Chị giữ chị á. Thì để giữ cho con hả? Vậy thì cái này nè. Giờ chú gửi cho con 1 triệu đi, chứ không có gửi nhiều nữa ha. Dạ. Khi nào mà con hết á, con ăn uống, con mua đồ ăn hết á, thì con gọi cho chú thì. Dạ. Chứ còn cứ gửi cho con nhiều, chú cũng lo lắng quá. Dạ. Sư hư tật nữa, cũng khổ nữa. Dạ. Vừa rồi con vừa thi xong có được không? Con thi cuối kỳ đó hả? À? Hay là thi giữa? Con thi giữa thì cũng bình thường. Cuối kỳ có được không? Cuối kỳ tạm ổn, vừa đang thi môn phụ. Còn môn chính là tuần sau mới thi. Dạ. Cố gắng chứ con biết là chú cũng lên đây xa xôi rồi bà con giúp cũng làm mồ hôi nước mắt con biết không? Tiền đó là mình phải biết quý trọng để mình đi học nghe. Dạ. Thôi cố gắng con nghe. Dạ.
Ở đây Khùy làm thấy hai chị em nó chịu khó học, hoàn cảnh mấy cháu nó chú cũng đồng hành giống như con vậy thôi. Dạ. Nhưng mà mấy chị em nó cũng không làm chú buồn, cũng như là an. Mỗi lần mà chú đi lên đây chú năn nỉ mấy con học, không học cho mấy con chứ đâu học cho chú đâu. Ừ, biết không? Dạ. Vì mấy con đôi lúc là một côi cha mẹ không có ai khuyên bảo á, nên là đôi lúc mấy con là cũng cái suy nghĩ cũng chưa được tới nơi. Mấy chú động viên mấy con và chú cũng cho con những cái cơ hội để cho mấy con ấy, mấy con nó nhỏ nhỏ nghe đó, thì chú cũng cho cái cơ hội để cho mấy con đó là đi học. Rồi Mạnh Thường Quân cũng đồng hành với mấy chú, giống như Khuy đó, giờ Lâm như vậy nó đi học thì ai không vui, đúng không? Dạ. Giống như An chú cũng đồng hành từ lớp 8 à, bây giờ đến lớp 11, 12 nghỉ mất rồi, cũng đồng hành 4-5 năm đó. Thôi hôm nay chú lên đây thì cũng gửi cho con chút, chú lên đây chú gửi cho con 1 triệu nha. Chứ dạ. Còn khi nào con hết con gọi cho chú để chú chuyển khoản như được vừa rồi đó. Dạ. Nhưng mà triệu này là con phải giữ nha. Dạ. Ăn uống rồi chi tiêu cho nó đúng, hay chưa? Dạ. 2, 3, 4, 5 tờ 1 triệu này. Dạ. Chứ không có tiền ra đi chơi với bạn bè này kia là chú buồn lắm á. Mạnh Thường Quân họ cũng làm nó khổ cực lắm con biết không? Dạ. Không phải là họ họ cho con là họ không biết. Có nghĩa là họ cho con vì cái lòng trắc ẩn, cái tình thương. Họ muốn giúp cho con là vươn lên cuộc sống vì con bị thiệt thòi mồ côi cha mẹ. Dạ. Mà con đem tiền ví dụ như con tiêu không đúng mục đích á, là cô chú anh chị á, là cái đó là cái tội đó là con sẽ gánh sau này á, con hiểu không? Dạ. Ừ. Nên là cố gắng học cho thật tốt nha con. Ừ. Lần đi là cơ hội đi, là vừa rồi cháu Nga là cũng nghỉ học á quý vị. Rồi Hải cũng nói chị Nga lên động viên tinh thần. Tiền bạc thì nói chung là Hải cũng cứ gửi đều vậy thôi, nhưng mà không biết bị ảnh hưởng sao đó. Tuổi bé thì cũng lo chứ. Hỉ? Dạ. Học cho con chứ không phải học cho chú. Dạ con biết mà. À. Tôi Dương sẽ cố gắng học. À, giờ đến cuối năm là phải sao ráng cố gắng học. Nếu mà con học tốt là cô chú đồng anh chị đồng hành, chứ còn cũng mọi người ai cũng hy vọng ở mấy con hết ha. Dạ. Rồi con có nên lời gì muốn chia sẻ với cô chú con nói trên này ha. Dạ. Dạ thưa chú Hải, thưa cô chú là thời gian qua thì con xin lỗi Quý Mạnh Thường Quân cô chú nhiều, chú Hải nữa. Ừ. Chú Hải cũng lăn lội đường xa nó lên con, động viên con đi học với lại em con nữa, nhưng mà An thì con cũng có khuyên nhưng mà nó không có ý định là đi học. Ừ. Nó bỏ học đi làm rồi. Ừ. Con cũng rất xin lỗi của Mạnh Thường Quân. Giờ còn mỗi con sẽ cố gắng hết 12 rồi chặng đường sau rồi tính tiếp. Ừ. Ráng đậu. Cảm ơn. Con cảm ơn rất nhiều. Rồi đó con này. Dạ. Nó Khuy học nhắc sơ sơ là chịu khó học rồi. Năm 2. Gương mẫu. Năm 2 đại học đó con thấy không? Tấm gương sáng của đây lại đây con, lại đây chia sẻ với cô chú anh chị chút chứ. Tấm gương sáng của bà con ở trên này đây ha. Cựu học sinh ở trường Tây Trà. Dạ. Mấy đứa nhỏ này hai chồng con nó là sinh viên năm 2 như là con nít. À, sinh viên như năm 2 như con nít hả? À, con cứ vui cười. Hả? Đúng. Cái gái thì nó đúng mà. Nó đúng hả? Nó chẹt hả? Hồn nhiên quá, lạc quan quá. Không, nhưng mà nhìn cái mặt con nít nhưng mà cái ý chí nghị lực là người lớn, đúng không? Như mấy con ở trên này phải thấy những cái tấm gương như vậy, mấy con phải cố gắng chứ, đúng không bé Nga? Dạ. Ờ. Không mộ chị thì không mộ không? Không, có. Có hả? Ờ. Đấy, 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 đấy. Ok rồi. Lại cho cô chú này chị lên sóng rồi, đó. Đó, như vậy đó, phải cố gắng chứ. Dạ. Ừ. Lâm cũng vậy, bước trước không? Lâm bây giờ tối chia sẻ lại đây Lâm. Lâm bây giờ tối là Lâm nói là sẽ bước trước chạy là con trai đúng không? Dạ. Là mình phải cố gắng, phải sao nói lại cô chú anh chị nghe xem. Thì mình là con trai, mình nó được phải làm được. À. Phải theo gương chị. À, phải theo gương chị, phải đầu đại học đúng không? Dạ. Rồi cố gắng. Nè. Chúng cái nhún nhún ấy rồi. Có muốn làm ca sĩ hay sao mà nhún nhún vậy?
Con bé Nga con cố gắng vậy Nga dạ. Hỉ. À. Thôi thôi vậy thôi con đi vô học đi ha. Dạ. Đi chú đi về an toàn. Bye bye. Dạ. Hôm nay gặp ở trường. Dạ. Cho bà chạy dầu chưa? Ôi cho mấy chạy dầu rồi đó mấy ha. Dạ, trời ơi. Dạ nhưng mà dầu chỉ bà mở cái chỉ đồ mở không được. Mở con không được nữa hả? Cứng quá. Cứng rồi. Nhưng bà hay đau cả ngành tay đó. Nhẹ thôi nhẹ. Đó cái này không đo này, ô vạn quá này. Đo lúc mà vạn quá đó giờ này. Mình nói thì không nói chứ thổ vào cái để lặn được. Đó, ha. Mấy vạn mà tài trục trục đúng biết không? Đó. Lặn được. À, chặn xuống này chặn xuống, mình chặn xuống, hí, mình chặn xuống mình mở ra đi. Mấy thử thử. Chặn xuống này. Dạ dạ. Chặn xuống như này. Mặn ngược lại, ngược lại. Dạ dạ. Chặn xuống như vậy được, chặn. Chặn. Đó, chặn. Không chặn vừa chặn vừa vạn. Vừa chặn vừa vạn. Chặn xuống vừa vạn. Đi cái tay lên con. Rồi chặn vô, chặn vô. Hãy cho. Dạng dạng này. Rồi đó được rồi đó. Rồi được. Vừa chặn xuống vừa vạn ngược lại. Mấy hỉ. Không được nữa, bởi mấy thổ cái đầu nó vô đây nè, xong rồi kéo ra. Cảm ơn các cháu nha. Dạ. Bà, cái gì? Chúc bà sống lâu trăm tuổi nha bà. Vâng. Dạ. Cảm ơn các cháu. Dạ. Bà già rồi. Bà già rồi. Bà không biết nói tiếng Kinh. Bà không biết nói tiếng Kinh rõ hả? Không biết. Dạ dạ. Bà làm sao mà rõ được mà mẹ bố mẹ mất sớm. Dạ. Ở bây giờ anh. Dạ. Bây giờ anh cũng mất hết rồi. Anh dạ. Một mình ba rồi. Dạ. Bà giờ có mình bà đây hả? Vâng. À. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Năm nay bà là 78 tuổi. 78 tuổi. Vâng. Dạ. Dạ. Rồi con chúc bà mạnh khỏe nha. Vâng. Cảm ơn các cháu nha. Dạ dạ. Vô cho chạy vô cho ba. Dạ. Huy Lâm. Bác Huy là mai con đi ra lại hả con? Chủ nhật con ra. Chủ nhật hả? Dạ, chủ nhật. À. Đi cẩn thận con Hiền. Bác Huy đi xe máy từ đây mà ra tới Đà Nẵng xa lắm cả nhà ơi. Dạ. À. Mấy cháu mấy con nè, thấy chị không? Cố gắng học nghe. Đâu mấy cháu này giờ ở đây hả? Mắc cỡ. Mắc cỡ. À. Nó còn sao? Mấy bạn nó còn sao? Trẻ trâu. Trẻ trâu hả? Thôi bây giờ con chở Lâm về luôn á chứ sao? Dạ. Chứ sao đi vừa? À. Sao đi bộ? Em đi bộ hả? Rồi đi về thôi. Giúp. Dạ, bây giờ Hải chắc cũng quay về Đà Nẵng cả nhà ơi. Đây có Lâm. Lâm giờ con về với chị con hả? Chị chở về luôn hả? À, hả là đi xe luôn? Dễ với chị. Hả? Dễ với chị. Dễ chị à? Rồi. Này là gì đây? Bón tay. Bón tay hả? Ờ. Rồi Hải cũng xin dạ xin chào tất cả cô chú anh chị. À, bây giờ Hải cũng quay lại về Đà Nẵng. Rồi Lâm chào cô chú anh chị đó Lâm ơi. Chào các cô chú. À, con chào các cô chú ha. Con phải dạ. Cố gắng học nghe chưa? Dạ. Hai chị em Huy Lâm thì mình rất là an tâm cả nhà ơi. Mạnh mẽ nữa ha. Con trai nói được làm được phải cố gắng giống như chị đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Cố gắng nha. Rồi. Thôi mình đi về luôn giám đốc báo gì bác sĩ ơi. Dạ. À, về luôn ha. Dạ. À, rồi hãy cũng xin chào luôn ạ. Rồi bác Huy chào cô chú anh chị, bác Huy ơi. Dạ. Dạ con chào tạm biệt cô chú anh chị thôi. Dạ con chào tạm biệt mọi người cô chú anh chị. Rồi ok. Chú về luôn. Chú về thì con chở Lâm về thì. Chú về luôn. Rồi bye bye con nha. Bye bye Lâm nha con. Cố gắng. Rồi rồi ok.